thời gian mình bắt đầu mình chuyển thêm một cái ngành, cái lĩnh vực ép hiện nay bây giờ mình đó, thì bị gạt. Coi như ba hồi muốn bỏ nghề, ba hồi làm muốn bỏ nghề, mà cực quá đi. Thì lúc đó thì cái ngành nhựa thì thời điểm đó là toàn là phế thải, phế liệu không. Nó không có nguyên sinh giống như bây giờ, không có cái chính phẩm. Lúc mà làm như vậy thì chú mới có những cái hợp đồng mà làm với trồng những cái cao su á. Cái túi ra thì cô chú thì thường đi qua bến Bình Đông á, quận 8 á, đi thu mua ba cái túi về làm. Từ đó mà làm thời gian đó thì mình cảm thấy cái ngành nhựa này mình cũng thích thích. Thì chuyển thêm một cái ngành lĩnh vực là làm những cái sản phẩm về ép ba cái, người ta kêu bằng cái ca nước á. Thời gian mình bắt đầu mình chuyển thêm một cái ngành, cái lĩnh vực ép hiện nay bây giờ mình á, thì bị gạt. Thì lúc đó thì chú mới lên những cái công ty nhà nước á, nó phế thải ra những cái máy ép nhựa cũ á, chú mua về. Thì máy đó thì cái máy hiệu Tắc Minh của Hồng Kông. Lúc đó mình vô mua trong nhà máy đó, nó thử máy ngon lành lắm, thử đồ chạy ngon lành, bắt đầu chồng tiền xong đem về. Thì lúc đó mình đâu có biết nghề, nhưng mình ham nghề. Thì lúc nó về tới nhà rồi cái mình bắt điện đổ dầu vô, mình làm đủ thứ xong mở máy không chạy, mất mẹ nó 4 chỉ vàng. Thứ giờ mà em biết ra cái nghề, mà ra cái nghề là bị đủ thứ bị hết á. Mình làm một cái sản phẩm khuôn mẫu á thì toàn bộ người qua không, xung quanh mình là những người biết làm khuôn là người qua đó. Sáng sớm á, 5-6 giờ sáng chú phải thức dậy, chú mới tới một cái cơ sở đó là làm khuôn, cũng như chú đặt cái khuôn làm ca nước hay là cái thau rồi này kia. Đặt sáng sớm chờ anh ta đánh răng xúc miệng, chờ xong chú chở ông ta đi uống cà phê ăn sáng, về ông ta mới chịu làm cho mình. Có một thời gian đó là bất chợt một cái đó, thì những cái mà doanh nghiệp mà người qua đó thì chú muốn nói tên, người ta áp đảo, biết chú cũng đâu làm lớn nhỏ nhỏ vậy, áp đảo nếu mày còn làm cho cái doanh nghiệp này á thì tao không cho mày làm khuôn. Tại người ta bao hết mà, khuôn người ta bao làm bao nhiêu cái, giống như người ta bao năm này năm nọ. Còn mình mới vô làm á, thí dụ cái khuôn này 1 triệu đồng nó làm mình 1,5 triệu. Mà nó làm ban đêm, nó ban ngày đâu có làm. Tại vì tụi nó đính thấy ra là bắt đầu là đóng băng. Thì chú mới nghĩ một cái cách, nếu vậy thì tại sao mình kiếm nhiều chỗ làm khuôn. Thì nói chung là cũng ra được những cái ca đá rồi cũng ra. Thì thời điểm đó ra thị trường đâu được 3-4 mặt hàng gì đó nhỏ nhỏ. Nói lúc đó em biết ông làm cái robot với cái thao. Trời ơi, chú mua máy cũ về mà nó hư hoài. Thứ mà nói người ta kêu in ra tiền mà in hoài cũng được. Nó thiệt, lúc đó khuya 3 giờ sáng á, chú sửa máy tới 7 giờ sáng. Cứ ngày nào cũng vậy, sửa lại cho chạy. Mà nó hư hoài, hư quý. Lúc đó là có con mẹ ra chưa? Có rồi, có. Lúc đó cái thương hiệu mình á, nói thương hiệu quá nén, chứ thực tế nó cái đồng tiền mà tiền mặt không. Tới mà năn nỉ mình đó là tiền mặt không. Lúc đó là mình, con người á, thì nói chung là thấy tự nhiên nó bùng lên những cái đồng tiền mà nó kiếm rất là nhanh. Mà tất cả thì đúng đó chú, thì tại vì chú là người thích làm, mình cứ đầu tư tiếp cho mình làm. Lúc đó nếu mà nói ra cũng là khoảng 3-4 năm sau, cỡ 4 năm mà dằn vặt dữ lắm. Coi như ba hồi muốn bỏ nghề, ba hồi làm muốn bỏ nghề, mà cực quá đi. Khó khăn là vậy, là sản phẩm mình làm ra mình chào, nhưng mà muốn bán, nhưng mà bị một cái thế lực khác lặn cho mình bán. Nghĩa là nó với đại lý đó, nếu bán hàng của cô chú thì sẽ cắt, không cung cấp những hàng kia. Thì em nghĩ nếu mà bán một cái ca của cô hôm họ cắt 10 mặt hàng kia thì lợi nhuận đó là cái là 3 triệu mình á. Nhưng mình cũng có cái cách làm, thì thí dụ như họ bán 5 đồng thì mình phải bán 3 đồng đúng không? Thì nãy cô nói tiền thì không được thâu, và sản phẩm thì không được trưng bày, mình cứ gửi họ thảy lên cái bếp họ, khi nào mà đó nãy tôi nói là khi nào mà hàng mà đắt á thì họ đem họ
yếu hàng bán, thì mới đến lượt của mình. Nói chung là mình phải chờ cơ hội. Chú xúc động khi chú nhớ là khó khăn của chú mà chú phải vượt qua. Em đang gọi lên cái không biết đó là vui hay buồn. Cái đó mà cái sướng quá ơi. Giờ kiếm giọt nước mắt của anh khó lắm rồi nha. Không phải dễ đâu nha. Giọt nước mắt của sự nghiệp là khó lắm. Tại vì chỉ còn có gia đình có thể là có đứa nước mắt. Chứ nếu một người mà để đứng ở vị thế này giờ này để rớt nước mắt là không thể. Thì nói chung là thời điểm đó em biết là mình ra thì thấy sếp của mình ở đây thì bị dằn dặt. Thì lúc mà chú thì chú cảm thấy chắc mình không làm nữa. Hôm đó thì nói chung là chú có một em vợ nó làm ở bên San Andreas đó. Vậy cái sức cầu của làm nó cũng có cái cơ duyên. Nói là giờ chú đi không? Đi, anh đi với tôi qua bệnh tôi đồ mẫu bệnh vào Thái Lan đem quá nhiều quá. Ê mày sao đâu có đi được đâu? Tôi làm chứng minh nhân thư anh đi tại Lào mà đi qua bệnh người lao động. Nó làm cái giấy lao động như vậy. Vừa bước sang Lào, trời ơi trời, sao mà Lào mà cái tỉnh sao anh đi kết đó. Chứ bên Lào nó đi cái phà đi qua, đi cái phà có chừng 5 phút đi qua mà đồ nhựa toàn là như thế này. Chú mới thấy vậy, chú mua những cái sản phẩm về đùm bao. Chú mua về hết. Thì mua về xong đó thì lúc thời điểm mà chú uy mạng nhất mà thời điểm mà tốt đó. Lúc về, lúc về mà trong thời gian nó nói thì về đóng nể đó thôi. Nhưng mà chú có người bạn là nhựa bây giờ cũng còn làm. Cũng vừa đâu người qua mà tính toán dữ lắm. Tôi nói tính do đâu trời tính không. Tối người qua nhà đâu nhà số 8 Điện Biên nửa chiếc. Nó lên nó ngồi chơi. Đổ ra đường lửa. Bắt đầu nó lửa. Nó lấy cái thầu viền. Nó lấy thầu viền 3 tấc 8. Mà 3 tấc 2 nó nhỏ nhỏ luôn lấy. Nó lấy 3 tấc 8. Cái nó lấy cái bình nước robot đó. Robot đó bình nước đó. Nó đưa cho chú. Mà này tính nói thiệt em à. Nếu mà cái người tính do nông trời tính thấy tốt nhất tính đưa cái robot lớn cái nó nói bây giờ vậy mày làm cái thau nhỏ tao làm thau lớn cái robot đó nó làm robot lớn mình làm vô lòng robot nhỏ trời ông trời nói chung là thời điểm ông trời thương mình cái robot nhỏ nó bán nha ô kinh đều tại con nít nhỏ xíu nó đeo còn được còn lớn cỡ này sao nó đeo còn cái thau lớn quá cũng bán không dài nói thiệt chú nằm mơ hoài. Chú mơ phải tới nhà con người bạn thấy nó có cái máy lớn lớn chú mơ hỏi cái này mơ ngày nào cũng mơ hết á tôi mà có một cái máy này máy cũ nha cỡ đổi cái máy này tôi nó thì tối ngày nói hoài mà tối ngày chú cứ đi xe máy lên coi cái máy người ta hoài mà sau cái thời điểm đó, nó hơi được cái là lúc mình làm cái robot đó cái robot đó thấy không chú hả tổ chức ra mấy tuổi là đáp được bà này bà hàng xóm coi như là lợi lãnh đồ vậy đó bán vô lúc đó nè tự mình bằng số không cái bắt đầu thì nhảy lên đỡ với số mấy 5 giờ sáng cái mình suy nghĩ bắt đầu mình hứng thú nha tại vì sao bà này đâu cần ra chợ nữa ê đem tiền tới Hà Nội đặt quá giờ đem tiền tới 5 giờ sáng chú chưa mở cửa ra là chú thấy đứng sốc màng đó mà cầm tiền mặt cả. 1-2 năm sau nữa cái thị trường Nga đổ lại rồi bà này đóng ngàn Nga bên Nga nó đặt hàng trời ơi đem nào đúng 5 công ngàn đó giấc khuya đó là lúc đó thật ra là mới mình gia dụng á mình chỉ bán ngoài chợ thôi. Cái cô mới thấy sao mấy cái hãng kia mà họ đóng mà xuất khẩu đi rất là nhiều mà mình không biết nhiều từ đâu thì cô cũng suy nghĩ hoài cô chỉ thấy họ đóng đi Nga mà mình thì không biết làm sao để đóng đi Nga do vô tình là họ bên kia họ không có năng lại đáp ứng không thì không có năng lực đó mới chạy qua cô thì họ mới cũng đem những cái thao ra nè họ kêu cô á là có làm những cái thao này không
thì thật ra cô không có thể làm cái việc mà đó là của bạn mình mà mình cướp cái mặt hàng đó. Cho nên cô nói tôi có cái thằng này, anh có đồng ý không? Anh đồng ý thì cô làm. Thì đúng, người ta thương mại mà tên nhất là đi qua Nga thì cái hàng này đang bán tốt, đi mua này biết có bán tốt không? Sao biết được? Ê, cô phải dùng cái chiêu, cô sẽ lấy cái thao đó mà thao của cô nó đồng hành mà nó chất lượng là cô làm giày mà ví dụ cái thao này nè họ cái bông hơi nhỏ xíu này nè còn thao cô đầy hết cái vòng luôn giày mà to thao nó bán 6 đồng. Cô chào cho họ dĩ nhiên là theo của cô là phải bán 8 đồng nhưng họ nói 4 đồng mới bán không, con người suy nghĩ mình đang tìm thị trường bán mà cô biết bán thì cô lỗ á, mà nhân viên cũng nói cô bán vậy lỗ sao cô? Thế tôi nói em thí dụ mà muốn đi tìm thị trường là phải bỏ cái chi phí marketing mà thật sự cô không học marketing này, cô chỉ biết là cô đi đang tìm cái thị trường để bán hàng, cô đồng ý luôn 4 đồng cô cũng bán nữa mà lúc đó cái tao cũng mỏng cái bông nó xíu là cô quýt cho cái vậy nè. Thì khi mà cái công đầu tiên mà đi qua tới Nga chỉ trong vòng đi qua Nga không biết như Nga thì họ gọi điện thoại lại là đặt hàng của cô. Là cô biết có dấu hiệu phấn khởi rồi thì không còn 4 đồng nữa mà nó trở thành 6 đồng rồi bận kia. Thì khi mà một đợt nữa giống như cái người đó họ đóng hàng có nhiều những cái thương lái khác thì mình đồng ý cho các cô ăn này vì anh đang khơi mào thị trường mình sẽ bằng, nhưng mà những người kia mà phải trả giá thực giá trị thực của cái mình cần phải bán. Đó là những ngày mà cô sẽ rất là vui là mình đóng được đi xuất khẩu khác mà lúc đó thì cái thao cô lại chiếm lĩnh thị trường vì nó dày vì nó đẹp mà em biết Nga mà người ta giống như người ta nói nội đồng khối có đá gì đó lại là gì chắc bền là cô bắt đầu chiếm lĩnh lại thị trường Nga. Đóng container biết đó cũng là một nghệ thuật vì sao em đóng đó và tiền container rất là mắc, nếu mà sản phẩm em ít quá thì cái tiền tàu nó cũng sẽ bị chiếm. Là cô cũng là người phải lên đóng container, nghĩa là cô đóng xong cái mấy người nữa sao con rùi cũng không bay ra được nữa. Nghĩa là những cái chức năng này là thì cô bị chơi những cái mà cái mâm đó cái khai là cái mâm mà cái khai mà nhét vô đóng cái thao cũng không biết còn lỡ khỏi nè cô nhét vô nghĩa là cái gì mà nhét mới sao đầy mà thật sự nha bên nó không biết lý do gì cái gì qua bển bán cũng hết rồi mình bán em lỡ chứ họ qua bển nó bán 1 đồng hay là 3 đồng á. Bên Nga là thị trường rất là ok. Và cô có những cái hay có những cái khi mà hàng chậm á, bắt đầu mà hàng mà chậm á thì cô ngồi suy nghĩ ủa hàng chậm rồi làm gì, thì cô đang bán cho cái đơn vị này họ có một cái màu rất là lạ, màu beige đó, thì chỉ cái màu beige là cái màu vàng mà nhạt đó. Cái đó thị trường này chấp nhận á. Không biết sao bữa cô ngồi á, trời sao nhìn nó đẹp quá ha, mà hàng mà trời ế, sao có ế luôn á. Cô ghét là cô tạo ra màu mà cô nói bản thân cô, bác sĩ cô không biết tạo màu ra sao. Cô ra ngoài chợ cùng hưng, không làm tôi cứ màu mình qua. Cái đưa cho cô cái màu, xong về, cũng lên cái thao ra cô ép. Cô bớt đem ra, rồi hàng cái là bán hết trơn luôn. Nó nổi dòng máy của cô, em biết không, có bao nhiêu máy á, bao nhiêu cái khuôn á. Mình làm được, miếng màu vàng là người ta lấy thao, cũng lấy mực ghê, cũng lấy vỏ, cũng lấy nữa. Thế thì lại một lợt nữa mà không phải là cô chạy được mình cô nha. Tất cả những hàng nhựa lúc đó mà mưa ế mà người ta cũng đồng loạt được hưởng giống như vậy. Thì đó là mình coi những hướng, sau đó thì ta chậm. Thì cô lại suy nghĩ nữa, bữa sau mình bán màu điện, mình bán màu Nga. Thế cô lại chào hầu mấy ông đó nữa. Em lấy, nói thật với chị cho tôi muốn lấy nữa, cô sao kỳ vậy? Trời ơi, Nga nó ghét cái màu vàng là màu không đẹp. Hiểu không? Cho cũng lấy à. Thôi mình nhắc lại anh Công đi. Tức nghĩa là khi đóng hàng á, nhắc lại anh Công là cho, không lấy nhưng mà là mình cho. Tự mình phải lấy, rồi quay lại đặt. Đó là những cái mà tự mình phải làm marketing. Chứ họ không làm marketing. Đó là những cái cột mốc mà mình thay đổi từ cái tiền thị trường, tìm cái tiền được cái là mới sản phẩm hoặc làm sản phẩm mới. Lúc thời điểm đó là thời điểm mình tốt thiệt, nhưng mà so với bạn bè đó, mà mấy người quen làm cái việc gì của mình xả con mẹ gì cho em nghe nói vậy em nói lên định nghĩa cho mình thôi chứ tao không lại gì hết. So với mình nãy giờ là ok, vì mình là cá trắng
không nên mình được. À, mình được không được thứ. Không được 10% người ta. So với người ta mình ở đây có 5-7 chiếc máy, người ta 8-90 chiếc máy rồi, gấp 10 lần mà. Như ngày nữa lúc mình ra đời rồi mình đi cái hiệp hội giữa là họp đó, mình nhìn kỹ mình rất là buồn tại chỗ ai biết mình. Chứ những doanh nghiệp lớn ngành giữa mình qua rồi nó ngồi chung một bàn, mình đi ngang vậy chứ thực tế mình cũng dám vô nữa, vô nó cũng trả tiếp mình nhiều lần như vậy. Thì chú về chú suy nghĩ mình cũng không biết tồn tại được cái ngành này không, chứ mình thấy người ta lớn quá, mình không biết trường nào đi lớn giống như người ta. Ở đây thì có mình chú, mà chú đi ra làm hiệp hội nữa, đi họp hành cũng như mình đi để học hỏi thôi, chứ thực tế chả học được cái gì, cũng đi nước ngoài tham quan này kia. Cuối cùng thì chú mới có một cái câu này thì tâm đắc chú từ trước tới nay, bây giờ cũng vẫn là còn tâm đắc. Chú nói chú chỉ nguyện một cái, trong cái ngành nhựa chú cố gắng làm sao á, chú không nói chú số 1, số 2 gì chứ. Nếu mà tất cả trong cái ngành nhựa này, nhất là trong cái miền Nam, mình nói về khu vực mình thôi, thì gặp chú phải chào. Và câu này thì nếu mà cái người ta nghe được thứ ghê quá. Trời ơi, những chùm sò không mới gặp mình phải chào, làm sao để chào mình. Người ta nói nhưng mà... Chạy ra trong ngành rồi. Chạy ra, nó tầm cao mình có chút xíu. Chú cố gắng cũng 4-5 năm sau thì cái thực hiện của chú là ok là chỗ này nè, tại vì người ta chào mình á, người ta mến mình, chứ không phải mình có tiền, mình là đại gia hơn người ta, ta chào. Tại vì sao? Tất cả ví dụ như một buổi tiệc ngay tất cả đi cái tầm mà nhỏ hơn mình cũng lớn được chút rồi, người ta tới người ta đụng ly người ta chào, đó chú cũng uống rượu cũng khá nhiều, đụng ly chào người nào cũng mê mình hết á. Tới à, ngồi chung mình đáng là, anh thấy không? Mà trong khi mình đang đi tới đó, nó đang đứng đây, nó đứng dậy, nó chào mình. Tất nhiên là mình... Còn những người đại gia nó ngồi, đâu ai chào nó. Tại lý do là nó đâu có chào ta. Em biết không? Thì mình được, nhưng mà lúc đó, thời điểm đó, nó tội khác. Gặp mình, nó cũng mời mình vô. Chào thì chắc chắn là không chào. Mời vô ngồi chung. Lúc đó mình cũng có cái tầm. Thời điểm bắt đầu có tầm nữa, thì cái tầm ảnh hưởng của mình đó, nó càng ngày càng khá lớn. Lúc đó chú đi Đài Loan đi, thì chú thấy một ông này thì ông già cũng thời điểm đó cũng 60 mấy tuổi, tính mấy chục năm trước á, khoảng 20 mấy năm trước, ông cũng 60 mấy 60 tuổi mà ông làm về cái ngành mà công nghiệp phụ trợ. Hiện nay chú đang làm sống container rồi kết rồi ba lớp rồi kia, ông đang làm. Thì lúc đó ông đang làm thì chú cũng có cái định hướng cái ngành gia dụng thì càng ngày càng có tiền, giống như người ta sang á, bắt đầu người ta không xài cái nhựa nữa mà ta xài cao cấp lên. Ví dụ đó là xài chén nhựa, giờ ta xài chén kiểu này kia đó, thì mình nghĩ càng ngày nó càng đi xuống. Chú mới từ từ chú chuyển nghề. Mà chuyển nghề đó thiệt tình mà nói, một cái khó khăn của chú đó, chú mới hợp tác với một cái đơn vị nhà nước hồi xưa đi nhập, trước bị là ba lớp. Là lúc đó thì chú nhập về năm 95, mà thực tế nhập về 5 năm chưa bán được, sản xuất ra có 3 ngày bán 6 tháng chưa hết cái sản phẩm, cái ngành ba lớp. Trời ơi, nếu mà mình không có cái nguồn khác á thì chắc là mình cũng mệt. Thì cũng ráng dựng. Lúc đó thời điểm đó là Hurricane, cũng tổng giám đốc cái thời điểm đó là anh Hải dẫn xuống. Mà dẫn xuống đây nói thiệt em, mà ổng ngồi ổng nói chuyện á, có cái nhà bảo vệ đây xây dựng bên kia, em mới hỏi chú anh có muốn làm không. Nói thiệt em, nghề nghiệp mình chả có gì, ta hỏi mình chú nói dám, có dám đầu tư không để làm, dám mà cái gì cũng dám bây giờ, mà mình cũng biết cái đó là cái gì nữa, sản xuất tiền nó èo bị hư tới luôn cũng dám. Nhưng mà chú nói một câu đó, nếu mà anh hỗ trợ cho tôi những cái mà kỹ thuật này kia thì tôi dám làm. Việt Nam tôi đó, Việt Nam tôi có. Còn nhiều điều thú vị, các bạn nhớ follow và subscribe kênh của mình nhé. Let's go!